Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta rất vui mừng được đón Hoa hậu quý bà Hoàng Yến tới trường quay của chúng ta. Và lời đầu tiên cho phép Huyền xin được gửi lời chào tới chị Hoàng Yến ạ. Là một hoa hậu cũng như là một doanh nhân, chị đã phải đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì đất nước nào là đất nước mà làm cho chị ấn tượng nhất ạ? Hoàng Yến cũng rất là may mắn vì là mình cũng được đi khá nhiều nước ở trên thế giới. Thì mình rất là ấn tượng với đất nước Ý xinh đẹp. Bởi vì ở đó nó có, tức là cái kiến trúc của Ý nó vừa mang một cái phong cách là cổ điển và nhưng mà nó lại có cái hơi hướng nó rất là sang trọng. Đến đó thì Hoàng Yến cảm nhận được là người dân Ý cũng như là những cái mà gọi là văn hóa ở đó nó rất là nó tạo cho mình một cái ấn tượng rất là đặc biệt. Ngoài ấn tượng về vẻ đẹp của đất nước Ý, chị còn ấn tượng về điều gì của nước Ý nữa ạ? Nếu mà nói về phong cách Ý thì đúng là nội thất của Ý là tuyệt vời. Cái cách mà người ta bài trí nội thất ở trong căn phòng của họ ấy, cực kỳ là tinh tế. Và cái đó không phải là chỉ có Việt Nam mong muốn là có được những cái gọi là cái style mà theo phong cách của Ý, mà rất nhiều nước cũng muốn gọi là học theo cái phong cách hơi hướng giống như là Ý. Cái phong cách của họ là cực kỳ tinh tế, cho nên là cái điều đó nó thể hiện là tại sao mà mình cứ luôn luôn phải nói là phong cách Ý là một cái phong cách mà có thể dẫn đầu thời đại, luôn luôn là dẫn đầu thời đại, thì cái đấy quả là không có sai. Thưa quý vị và các bạn, nếu như một lần đã được tới nước Ý và được chia sẻ, được trải nghiệm những vẻ đẹp ở nơi đây thì chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ quên. Nhưng không cần phải tới nước Ý xa xôi, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể được chiêm ngưỡng và được sử dụng những đồ nội thất mang phong cách Ý. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đất nước Ý trên bản đồ thế giới là một đất nước trù phú và có bề dày về lịch sử mỹ thuật, lịch sử kiến trúc. Nói đến nước Ý là nói đến dòng sông Venice, một trong những địa danh lãng mạn nhất trên thế giới, hay những công trình kiến trúc đã đi vào kỳ quan thế giới như đấu trường La Mã, quảng trường Vatican hay thành Rome. Nước Ý cũng là cái nôi của kiến trúc phục hưng, kiến trúc Baroque và là nơi sản sinh ra những kiến trúc sư, họa sĩ tài ba, lưu danh sử sách với bề dày lịch sử về mỹ thuật kiến trúc như vậy, nên không có gì ngạc nhiên khi nội thất Ý vẫn giữ vị thế thượng phong trong thế kỷ 21. Quý vị thân mến, lúc này Linh Thủy đang có mặt tại showroom Gia Phát, số 101 đường 32 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Quý vị và các bạn đã bao giờ được chiêm ngưỡng những sản phẩm nội thất mang phong cách Ý sang trọng và thanh lịch hay chưa? Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm nội thất Ý đang được rất nhiều những gia đình quan tâm và lựa chọn. Nội thất phong cách Ý có thể đa dạng về phong cách cổ điển hoặc hiện đại, sang trọng lộng lẫy hay thanh lịch trẻ trung, nhưng đều có điểm chung đó là tinh hoa. Hai chữ tinh hoa của nội thất phong cách Ý dựa trên những sáng tạo vượt bậc phục vụ cho công năng trong cuộc sống của con người. Những thiết kế tủ quần áo được thiết kế tiện lợi đến tinh tế, không chỉ có không gian để áo mà còn sắp đặt vị trí để cà vạt, quần tây và nhiều không gian khác, đảm bảo đồ đạc luôn gọn gàng, phẳng nếp, ngăn nắp mà dễ tìm, dễ lấy đồ ngay cả khi gia đình có con nhỏ. Giá trị tinh hoa của nội thất phong cách Ý còn thể hiện ở những chất liệu tốt, sang trọng và bền bỉ. Giờ đây không cần phải sang tận Ý, bạn vẫn có thể khám phá những tinh hoa nội thất của đất nước này tại showroom nội thất Gia Phát, đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối nội thất Ý Valencasa tại địa chỉ 101 đường 32 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Là một người đi nhiều nơi trên thế giới, đối với Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Thế giới Hoàng Yến thì những trải nghiệm đến Ý là những trải nghiệm thú vị nhất. Không có gì ngạc nhiên khi không gian của gia đình chị cũng sử dụng nội thất Ý và lựa chọn của chị chính là nội thất Gia Phát, đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam. Hoa hậu Hoàng Yến chia sẻ rằng chị rất kỹ càng trong việc lựa chọn nội thất trong gia đình để đảm bảo hòa hợp với tổng thể trong không gian sang trọng, tiện lợi và công năng cho cuộc sống của gia đình. Và khi bước vào không gian nội thất Gia Phát, dù đi nhiều nơi, chiêm ngưỡng nhiều không gian sống, nhưng chị không khỏi choáng ngợp bởi những bộ sưu tập phòng bếp, phòng khách hay phòng ngủ độc đáo và vô cùng tinh tế. Sản phẩm có style riêng biệt với sự kết hợp giữa gỗ vườn nút cao cấp và da. Và đây là công ty uy tín trên thị trường nội thất giúp cho Hoa hậu Hoàng Yến yên tâm lựa chọn cho gia đình mình. Công ty nội thất Gia Phát là một thương hiệu trên thị trường nội thất và có thâm niên 12 năm nghiên cứu đưa ra những dòng sản phẩm nội thất hợp thời thượng. Năm 2012, nội thất Gia Phát khẳng định bước đột phá khi là nhà phân phối sản phẩm nội thất số 1 của Ý Valencasa. Vì phong cách nội thất Italia luôn mang lại sự thanh lịch, sang trọng và đầy sức hút,
Đó là lý do tại sao phong cách nội thất này lại được sử dụng phổ biến trong giới mô điệu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các thiết kế của Ý mang lại sự sang trọng và tinh tế từ các đồ nội thất cao cấp được chế tác rất tỉ mỉ, mang lại sự tiện ích tối đa trong việc sử dụng. Đó cũng chính là ý tưởng cũng như gợi ý cho khách hàng về một không gian sang trọng và cao cấp có thể hướng tới việc trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình. Với những nỗ lực của mình, nội thất Gia Phát đã trở thành đối tác bền vững của ngân hàng MHB, ngân hàng ANZ, công ty Sapphire Piaggio và ngày càng trở thành địa chỉ uy tín của nhiều gia đình Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi phong cách của một ngôi nhà đều mang đậm dấu ấn của gia chủ. Và như chị Hoàng Yến đã chia sẻ, đó chính là phong cách lịch lãm, tinh tế và tinh xảo tới từng chi tiết của nội thất Ý. Và chúng ta cũng đã được tham quan những không gian rất là đẹp của nội thất Gia Phát. Ngày hôm nay xin được cảm ơn công ty nội thất Gia Phát đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.